Vùng núi Bắc Bộ đêm qua tiếp tục có mưa lớn, cảnh báo mưa còn kéo dài đến cuối tuần này, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi. Những nơi mưa to nhất đêm qua tập trung ở Lai Châu, Điện Biên, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Cao Bằng. Lượng mưa trong 8 tiếng ghi nhận từ 40 đến 89 mm. Dự báo từ nay đến ngày mai, ở vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 130 mm. Khu vực Trung Du Đồng Bằng có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa nhiều từ chiều tối đến đêm. Đợt mưa diện rộng này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 11-12 tháng 6. Mưa kéo dài nhiều ngày, liên kết đất đá yếu đi nên rất dễ xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Bà con sống gần các sườn đồi, núi cần hết sức cảnh giác, đồng thời đề phòng ngập úng ở các vùng trũng thấp. Vâng, còn tại Sơn La thì trận mưa lớn kéo dài liên tục 2 ngày qua đã khiến nhiều tuyến đường bị ngập, nhiều phương tiện chết máy, tình trạng tắc đường diễn ra nhiều nơi. Hàng nghìn em học sinh dự kỳ thi vào lớp 10 đã phải hoãn lịch thi sang ngày hôm nay, ngày 8 tháng 6. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Tại bản Phiêng Ngùa, xã Trường Sôm, thành phố Sơn La, một số hộ dân tại khu vực gần suối đã bị ngập nặng, cô lập. Một số gia đình có người già, trẻ con không thể di chuyển được. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, giúp dân bản di chuyển đến nơi an toàn. Tôi ở khu vực bản Phiêng Ngùa, mưa lớn, ngập hẳn, không thể di chuyển đi đâu được. Tôi được các anh công an nhanh chóng giúp chúng tôi di chuyển ra khỏi vùng này. Giờ ở bản còn rất nhiều hộ dân bị ngập, cũng đang được các anh công an hỗ trợ. Tôi cảm ơn các anh nhiều lắm. Lực lượng cảnh sát giao thông đã được huy động tối đa để làm nhiệm vụ phân luồng. Đồng thời, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã được huy động để làm nhiệm vụ cứu hộ các phương tiện bị chết máy, không thể di chuyển. Đồng thời phối hợp cùng các lực lượng chức năng sơ tán người và tài sản của số hộ dân bị ngập nặng ở khu vực xã Trường Sôm. Hiện nay thì lực lượng cảnh sát phòng cháy và cứu nạn cứu hộ cũng đã phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động, bộ chỉ huy quân sự tỉnh và các lực lượng ở trên địa bàn đã tổ chức cứu được tất cả những người dân ở trong các khu vực mà nhà mà nguy cơ ngập lụt ở phía chân đồi của khu vực bản xã Trường Sôm. Thế và hiện nay thì tất cả những người ở trong khu vực đó đã được đưa ra nơi an toàn. Thế và các cái tài sản thì cũng đã cơ bản đã được cứu. Đến hết ngày 7 tháng 6, tỉnh Sơn La có hơn 120 nhà bị thiệt hại, một cầu treo bị cuốn trôi. Theo dự báo, đợt mưa diện rộng này có khả năng kéo dài những ngày tới.